Ri Quê Mê. Ri Quê Mê với 1m83 thể hình trung bình, 1m79. Liverpool 1 thì là 5 sao kỹ thuật này, danh tiếng siêu sao, 7 chỉ số ẩn, sút xoáy, cái tinh tế, chuyền dài, sút xa, kiến tạo, cánh chuyển bóng qua người, rất nhiều chỉ số ẩn. Tốc độ thì bình thường, nhưng mà được cái lực sút rất là mạnh, lực sút 115, sút xa 115. Đá pen, chuyền ngắn, tạt bóng, chuyền dài, đá phạt. Ui, chỉ số đá phạt của cộng 1 của ông này đã 119 rồi. Khéo léo, thăng bằng cao, sức mạnh 108. 108 thì cũng không phải là quá yếu. Nhìn cái thể hình như này mình lại thấy giống giống Steven Gerrard, nhưng mà phiên bản khéo léo hơn. Ok, để đá thử vài trận em nha. Đây, thể hình tương đương nhau này, lực sút xem nhau, có cái tốc độ cũng chậm luôn, tốc độ là không bằng được, sức mạnh xem nhau đấy. Và so về thể hình nó khá là giống vào cái lực sút nữa, các cái khác thì Zera chuyên về thủ, hôm nay thiên về công kỹ thuật hơn, lực sút thì tựa tựa nhau với chạy chậm hơn khá là nhiều. Ngoài cũng bị luôn. Anh nghĩ sao về trường học lý thuyết nhưng lại ngồi làm bài tập về nhà? Từ từ nhá. Thì Quê Mê. Ui, Quê Mê ZD mượt chưa? Được đấy nhở. Mình nghĩ đây sẽ là phôi cơ, nhưng mà đá cảm nhận ban đầu cũng không đến nỗi tệ lắm. Cầm bóng khá mượt. Cái tốc độ nó hơi chậm thôi, nhưng mà đá giữa nên là cũng chưa cảm được nhiều. Đi Quê Mê. Đây. Tốc độ khá chậm, nhưng mà tăng tốc cái thì hậu vệ không chọn trước thì vẫn có thể bứt tốc được. Tránh ra Petit. Ui, yếu chưa. Có đấy không hẳn là yếu, mà là do chạy chậm, bị đuổi kịp. Sút 28m này cũng hơi khó nhỉ. Đóng 3 vạch này. Ui dồi ôi, xoáy tí nữa phải vào rồi không. Đấy rồi, đi Quê Mê. Quê Mê đá bằng cái Vin không á? Chưa thấy bằng. Chạy hơi chậm, với cả chân trái thì chắc chắn là không bằng rồi. Ri Quê Mê, chân trái, đù má. À mẹ, anh em có xem cái gì mà chương trình Vua Tiếng Việt không? Có thử giải đố mấy cái từ ở đấy không? Nào mấy cái bài post trên Facebook Vua Tiếng Việt mình toàn phải bấm vào xem mới biết được đáp án. Không phải. Đấy, Ri Quê Mê này được một quả sút xa rồi. Đập xịt hai lần thì sẽ có cái giá đấy. Đấy rồi, Ri Quê Mê. Sút xoáy thế nhở. Thủ môn liếm tay vào rồi mà đi xoáy đi vào lưới được. Chào Nguyễn Quân nhé. Sút xa thử thế mà. Sút xa này. Cảm ơn Nguyễn Quân đã tặng hiếu 15 gói mì tôm. Hello à. Lực sút rất là mạnh nhá. Cái điểm mạnh là lực sút. Sút xa. Điểm yếu vẫn là chạy nhanh, tốc độ. Ri Quê Mê. Úi dồi ôi. Mất mẹ 15 phút cuộc đời. Chả được cái trận gì. Nào, Ri Quê Mê. Úi dồi ôi. Mê xuống chán thế.
Riquelme. Ô kìa. Sút vùng chân rõ đẹp luôn rồi, được cột. Xôi ôi. Được một quả siêu phẩm. Riquelme, 5 sao kỹ thuật. 5 sao skill làm ngoáy khá là sướng. Thử sút 32m xem nào. Lực sút 119 anh em ạ. Úi là tời. Ủa, càng đét luôn ấy. Nào xem bàn của Riquelme nào. Sồi đóng kìa. Lực sút rất căng đấy. Ừ. Vừa căng vừa xoáy luôn. À, sao? Team nào mà chả giống nhau? Nào mà chả 3 bước hay là 4 bước gì đấy. Riquelme. Đấy, khả năng sút xoáy rất là mượt. Ua, Kaka mẹ qua người ảo vậy. Rồi. Giảm. Đây này, mẹ tí chờ tí cho anh em biết vì sao đang thiếu ơi. Riquelme. Thực ra vẫn sút tiếp kiểu này được đấy. 24m. Nghe nhưng mà chơi trò chắn à. Chơi trò chắn thì hơi khó. Sút trên đầu đi. Xôi ôi, mẹ găm thẳng vào góc chết rồi ấy. Riquelme bật hay chưa? À, thôi chốt Riquelme nhá. Riquelme, đấy, nói chung là đã xem chỉ số in game rồi, à, xem chỉ số rồi, đá in game rồi thì thấy là đá cũng điểm mạnh là lực sút, sút xa căng, dê giáp tốt, rất là kỹ thuật, cả làm skill các thứ rất là sướng. Đá cam cũng hợp ấy, bởi vì sút tốt, dê dắt được mà cũng không yếu. Với cái chỉ số sức mạnh khá là cao. Thì đè cũng khá là ổn này, sức mạnh 108. Các chỉ số ẩn rất là nhiều. Có cái là cái điểm yếu hơi yếu là khả năng tốc độ tăng tốc của nó hơi chậm. Tốc độ 101, tăng tốc có 96 thôi. Cái điểm yếu của Riquelme là như vậy thôi. Lúc mà chạy nhìn khá lù đù. Hậu vệ đối phương cũng toàn mấy con to cao như kiểu Van Dijk, Varane là thôi. Chỉ có nếu như mà đối phương thủ kém thì qua được. Hoặc là sút xa đóng xa khá là hay. Nhưng đấy là chân phải thôi, chân trái hên xui. Chân trái cũng 50-50. Quả được quả không. Nói chung là một cam tầm trung của anh em có thể đá team Tanner, Barca, Aken đều được. Còn mà bảo thay thế Kevin thì còn kém xa lắm.